suốt cái hành trình võ thuật vừa rồi thì mình đi các võ quán, đa số thì ai cũng nói là võ quán của họ thì đều có cái xuất phát từ miền Trung, do cái mưu sinh mà thay đổi, giống như tới của thầy y võ khí công của thầy Dương thì có môn võ lưu, về Tân Khánh Bà Trà thì có đã hổ. Hôm nay trong cái quá trình mình đi về miền Trung là chúng ta đã đi về cái nôi võ của cổ truyền của Việt Nam á. Vậy là mình cũng phải đi ngang qua Phan Thiết đúng không chú? Hồi đó con học đại học thể dục thể thao thì cũng có học chung với một người bạn, trên con một khóa thôi nhưng mà cũng rất là, anh em cũng chơi rất là thân, tại vì cũng chung một niềm đam mê võ. Thì nhà cũng ở Phan Thiết, Bình Thuận này, chưa có bao giờ mà có dịp ghé, nhưng mà cũng có số điện thoại, bạn nói là khi nào mà có dịp thì ghé nhà chơi. Thì cũng anh em trong võ, đợt này mình đi miền Trung vậy thì đi ngang qua Phan Thiết thì chắc con cũng xin phép chú mình ghé lại nhà bạn chơi xíu. Vậy thì cũng hay. Dạ, thì mình cũng gần tới rồi để con gọi cho bạn. Bạn nói tên là Bình. Bình. Dạ. Bình nghe này nhất ơi. Alo, Bình khỏe không Bình? Rồi, khỏe luôn. Dạo này sao đâu, cái lâu quá không đi nội nè. Bữa nay cũng đi thi đấu rồi tập liên tục quá, nên là cũng hơi bận. Đợt này thì có dịp đi về miền Trung á, có cơ hội đi ngang qua Phan Thiết nè, chắc cũng tính ghé vô nhà Bình chơi. Thì không biết là Bình có nhà không ta? Bình đang có nhà luôn nè, gì ghé chơi có lâu rồi, không gặp rồi gì tâm sự chút xíu chứ. Ok, vậy thì cái địa chỉ của mình là chỗ nào ta? Rồi, địa chỉ này là 732 Trần Hưng Đạo, từ hướng Sài Gòn mà chạy về Phan Thiết nằm bên trái. Rồi, cảm ơn Bình. Rồi, chào nha. Khi hai chúng tôi đến thành phố Phan Thiết thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa lâm râm. Cơn mưa giữa mùa hạ như góp phần xua tan đi cái nóng, cái ngột ngạt của vùng đất miền Trung. Chào em. Cho anh hỏi đây có phải nhà của Bình không? Anh báo giùm anh là có bạn của anh Bình thôi. Dạ, anh chờ anh chút nha. Anh Bình ơi! Anh Bình ơi! Ui! Bình không? Sau vài câu thăm hỏi, giới thiệu thì câu chuyện của ba chúng tôi càng lúc càng rôm rã hơn bao giờ hết. Và tôi thật mừng khi biết tin người bạn học cũ của mình ngày nào cũng đã ổn định cuộc sống. Sau câu chuyện về gia đình, Bình đã kể cho tôi và chú Tường nghe những năm tháng bôn ba cuộc sống ở quê khi rời giảng đường đại học. Và thật bất ngờ khi biết tin ba của Bình, võ sư Nguyễn Hoàn Phước, hiện là trưởng môn của võ phái Lam Sơn. Môn phái Lam Sơn hiện tại là cho ba của con, là võ sư Nguyễn Hoàn Phước là trưởng môn được thứ hai. Và về mọi thứ nguồn gốc xuất xứ hay là những tinh hoa mà đẹp nhất của bên môn phái thì ba con là người nắm rõ nhất. Bây giờ nếu mà chú Tùng với Nhất mình muốn tìm hiểu thì để con dẫn ngoài đó. Thì bây giờ hiện tại là ba tập đang tập, cũng gần đây thôi. Không biết mình đi luôn được bây giờ luôn hay là để khi nào? Có sẵn xe con đường võ học thôi, làm phiền con hướng dẫn chú với Duy Nhất qua bên gặp ba một tí. Dạ thôi giờ mình đi luôn chú ha. Đi luôn Nhất. Thiệu chú với lại Nhất là đây là trong những đi tập của bên môn phái con. Rồi sẵn dịp thì hôm nay có ba con đang dạy thì chú với bạn Nhất biết. Con xin giới thiệu với ba là hôm nay là có chú Tùng với lại bạn Duy Nhất là trên con đường mà con đường võ học thì đi ra miền Trung thì có ghé Phan Thiết mình. Sẵn dịp thì con có giới thiệu là bên võ đường mình, võ đường Lam Sơn thì có một lớp tập ở đây. Thì chú Tùng với lại Duy Nhất là xin con qua đây là xin phép ba là cho tham quan lớp tập.
Rồi bây giờ mời chú Tùng là em duy nhất đây để mình làm cái lễ chào lớp, sau đó là giao lại cho Thanh Bình, rồi mấy anh em mình bước qua kia để trò chuyện. Xin mời. Chuẩn bị. Ngươi. Ngươi. Chào. Rồi bây giờ giao lớp lại cho Bình. Rồi lớp chú ý. Ngươi. Nghiêm. Chào. Bài cũng có quyền như vậy. Một. Chọn một nơi thật tĩnh lặng, võ sư Nguyễn Hoàng Phước đã bắt đầu câu chuyện bằng việc cho hai chúng tôi nghe xuất xứ tên của môn phái. Cái võ đường Lam Sơn là xuất thân đời tôi là đời thứ hai. Đời trước là thầy tôi là một Nguyễn Ngọc Thiều. Ý nghĩa của võ đường Lam Sơn, Lam Sơn là tên một vùng núi ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó là Bình Định Vương Lê Lợi khởi nghĩa đất Lam Sơn, đánh tan quân Giặc Minh để tưởng lễ cho con cháu chúng ta tưởng nhớ đến những bậc tiền nhân của mình đã có công để cái thế hệ sau này không quên đi chúng tôi đặt là võ đường Lam Sơn. Có nghĩa là như thế. Thì trong cái thời gian học thì thường cái môn phái nào nó cũng có một cái giống như là đặc thù riêng của họ, giống như là giỏi về chỏ, giỏi về gối hoặc là về bộ pháp, về tấn pháp. Thì trong môn phái Lam Sơn mình cái gì là đặc biệt nhất này? Đặc biệt như thế này nè, hầu như là cái võ cổ truyền Việt Nam á, là tất cả môn phái đều tựa giống nhau, nó khác nhau được chút xíu thôi. Nhưng mà cái lời của thầy dặn nó là đến giờ này thầy vẫn nghe văng vẳng trong đầu. Có người võ giống như văn, con viết chữ A thì nó ra chữ A, con viết chữ B thì nó ra chữ B. Làm sao con viết mà người ta đọc được, chứ con viết mà người ta đọc không được thì đừng có viết. Thì cái người võ nó cũng giống như vậy, tập phải dứt khoát, dũng mãnh, đàng hoàng, cho một cái tập mà kiểu mà liễu lão, nó giống như chữ A chữ B. Đó là lời thầy dặn thầy văng vẳng bên tai. Giờ thầy áp dụng qua cái điều đó. Có nghĩa là đá thì là đá, động tác nó phải dứt khoát, chứ còn phải đấm lùi lùi chữ A đâu ra chữ A đâu. Đấm thẳng dứt khoát. Thầy theo cái tâm niệm đó của thầy này dặn đó, dựa vào cái đó để phát triển đi lên. Nhằm hung đúc tinh thần võ đạo cho các võ sĩ, do đó trong logo của bản môn, các bậc tiền nhân đã lấy đường viền là màu xanh, hình tượng là kiếm cung. Ngoài ra, năm đốm lửa thể hiện cho năm tinh thần: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Trong môn phái Lam Sơn, hệ thống đai của võ phái gồm năm màu tương ứng với năm cấp bậc, đó là đen, xanh, đỏ, vàng, trắng. Khi thi triển động tác, yêu cầu người võ sinh thân thủ nhãn phải đồng bộ. Ví dụ, khi bước chân phải lên đinh tấn và tiếp đất thì tay cũng đã đấm xong cú thôi sơn và nhãn pháp cũng kết thúc cùng lúc với tấn và đấm. Ngày xưa thì để phát triển võ thuật ngoài cái niềm đam mê thì đòi hỏi nó có nhiều cái khó khăn khác người vượt qua. Thì từ thầy Thiều từ Long An, rồi thầy Thiều sẽ di chuyển vô trong Bình Thuận này mới gặp thầy. Đúng rồi, thầy lúc đó thầy mở võ đường, đó là võ đường nhưng mà thực tế là cái sân đó là sân của người ta phơi lúa, phơi trấu á, rồi chiều quét vô là lấy mượn cái sân đó tập, vẫn gọi là võ đường chứ hồi xưa làm gì có cái võ đường mà nó nghiêm chỉnh như bây giờ. Thì đây cũng giống như là cái quê hương thứ hai. Rồi, thầy có một cái nhà, thầy Nguyễn Ngọc Thiều có nhà ngoài gần biển á. Gần biển cất cái nhà vào đó. Thì bằng ngày ông mưu sinh, bằng ông là giáo sư, ông đi dạy. Thì anh văn dạy vạn vật. Lúc đó đi xe mà mobilet chạy lên đó rồi cái mở cửa ra dạy học trò. Nên ông lên cái ghế đó là ông ngồi, thầy nhớ mà. Có cái ghế ông lên ông ngồi. Ông ngồi đó tất cả vô chào xong bắt đầu ra tập. Ở cái đoàn nào cũng được là ông đứng lên. Đứa nào cái đoàn nào được anh đã im cho tập. Vậy thì thầy theo học võ của thầy Thiều từ lúc nhỏ hả thầy? Lúc 8 tuổi. Rồi ông ba, ông phải dắt đi. Chứ mình vô ông cho đâu. Rồi thầy nhận xong rồi học miết tới khi mà thầy mất. Thầy mất xong là bắt đầu chấp chưởng luôn. Ngày xưa nghe nói đi học võ mà nhiều cái nội quy như là nhập môn rồi bái tổ. Một cái quá trình trường kỳ để theo học rất là khó phải không thầy? Mà hồi xưa không phải như bây giờ. Ví dụ mình làm sai đi,
Ông nói hoài, ông nghe bắt nằm xuống lấy cây quýnh à. Lấy cây, đánh luôn tại chỗ luôn. Chứ không có nói như bây giờ. Nó khó chỗ đó. Ngày xưa người ta nói là thương cho roi cho vọt á. Đúng rồi. Ấy mà thầy mình giờ ông ra ông làm một cái đoàn đó mình làm không được. Vậy đi vậy là hoài không được là ông nóng lên lấy cây bắt nằm xuống, bắt nằm xuống ngay chỗ phòng tập luôn. Đánh luôn. Nhưng mà điều cái vỏ hồi xưa á nó khác bây giờ. Ở cái chỗ hồi xưa là bắt bông, bỏ bộ. À, nó nhiều hơn mang là tính biểu diễn á. Mang tính biểu diễn hơn là chiến đấu. Mặc dù vẫn chiến đấu á nhưng mà thí dụ người ta chưa đánh ông thầy ông bắt thế này nè. Ông kêu là đỡ ở dưới, coi chừng ở dưới, đỡ ở trên. Đó. Nhưng mà vỏ bây giờ là nó đâu có cái đó nữa. Vô bắp bắp bắp. Cái gì vậy? Cướp! Làm gì hết? Quang!